chăm sóc sức khỏe chủ động, và đây là một cái chuỗi bài về giải quyết vấn đề đầy hơi bên trong đường tiêu hóa. Và đây là bài học số 2. Bài học số 2 là cái bài học mà giúp các bạn xây dựng những cái thói quen để cái vấn đề mà đầy hơi trong đường tiêu hóa của các bạn không lặp lại nữa, nếu bạn đã thực hành hết những cái chuỗi bài ở cái bài số 1 rồi ha. Mặc dù là trước đây bạn có bị cái vấn đề đầy hơi đó, nhưng hôm nay là đã không còn nữa. Nhưng những cái thói quen Mita chia sẻ dưới đây, khoảng 4 cái thói quen rất là tốt cho cái đường tiêu hóa để cái vấn đề đầy hơi này không xảy ra, Thì vì sao là có thể quay trở lại? Bởi vì trong cái lối sống hàng ngày của các bạn, ăn uống, dung nạp nhiều cái loại thực phẩm đôi khi không có đủ lành mạnh, hoặc là bạn nghĩ là lành mạnh nhưng thực tế nó không phải như thế, hoặc đôi khi là cái sự hiểu biết của bạn chưa đầy đủ thì bạn nạp quá thừa một cái loại nào đó hoặc quá thiếu một cái loại nào đó, thì nó cũng gây ra cái sự rối loạn trong cái đường tiêu hóa của các bạn. Khi mà bạn kiểm soát cái đường tiêu hóa của các bạn là lúc nào ăn cảm thấy ngon, tiêu hóa dễ dàng, dễ chịu, đường ruột không có căng khó chịu, đi đại tiện rất là thường xuyên đều đặn từ 1 đến 2 lần một ngày là ok, nếu bạn đi quá nhiều hoặc là quá ít vẫn không phải là ok. Khi đi đại tiện thì cái phần mà được thải ra ngoài phải là ở trạng thái mềm, có khuôn, nói chung là vậy. Bạn vẫn có xì hơi nhưng không quá nhiều xì hơi, xì hơi vừa phải thì đó mới là ok. Còn nếu mà xì hơi quá nhiều thì nó không phải là ok, đều là vấn đề hết. Mà khi nó là vấn đề thì chắc chắn là cơ thể của bạn không khỏe. Thì cái đường tiêu hóa này phải khỏe, phải sạch, phải đẹp, phải ngon lành cành đào thì thức ăn dinh dưỡng nó mới hấp thụ vào thành ruột và mới nuôi dưỡng chữa lành khắp cơ quan bên trong cơ thể của các bạn được. Đó là những cái thói quen sau đây rất là đơn giản mà mình nghĩ ai cũng có thể thực hành được ha. Thói quen đầu tiên là một cái thói quen mà bạn nên xây dựng từ bây giờ, đó là hãy uống một cốc cỏ lúa mì vào mỗi sáng. Đó, thì bạn có thể uống vào trước bữa ăn sáng. Trước bữa ăn sáng một cái cốc khoảng 100-200ml tùy cái lượng nước mà bạn có thể sử dụng. Mua bột cỏ lúa mì thì bạn sẽ sử dụng là một muỗng canh bột cỏ lúa mì thêm một cốc nước và bạn khuấy như thế bạn uống thôi. Và uống mỗi sáng trước khi ăn ít nhất 20 phút rất là ok. Đối với trường hợp mà bạn đang uống thuốc hormone về tuyến giáp thì bạn hãy uống sau khi uống thuốc hormone về tuyến giáp các bạn nhé. Đó, thì rất là ok, thì vấn đề này tuyệt vời lắm. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì cỏ lúa mì, bột cỏ lúa mì nó giúp cho cái cơ thể của bạn được kiềm hóa hơn, cơ thể được kiềm hóa hơn là điều đầu tiên. Thứ hai là điều là bột cỏ lúa mì nó giúp sự tái tạo, các bạn, tái tạo mọi thứ rất là tuyệt vời. Và điều thứ ba đó là một cái những món quà tuyệt vời cho hệ vi sinh vật lợi khuẩn bên trong đường cơ thể của các bạn. Bạn hãy uống một thời gian, một vài ba tháng thì cơ thể của bạn sẽ được cải thiện nhiều lắm đấy. Sẽ được cải thiện rất là nhiều ha. Vấn đề thứ hai là bạn hãy chịu khó ăn hạt chia đi. Ăn hạt lanh mỗi ngày. Riêng cá nhân của mình thường xuyên sử dụng hạt chia, trong các món smoothie của mình luôn luôn sử dụng hạt chia. Liều sử dụng để mình khỏe hơn trong một cái giai đoạn cần thiết thì mình sử dụng khoảng là 37-40g hạt chia cho một lần smoothie của mình. Còn nếu không thì thông thường hàng ngày như thế này thì có thể sử dụng là 1-2 muỗng canh là ok. Hạt chia rất là tốt vì trong hạt chia nó vẫn có chứa những chất xơ. Chất xơ hạt chia cực kỳ tuyệt vời cho cái hệ vi sinh vật đường ruột. Nhưng mà lại là chất xơ hòa tan. Chất xơ hòa tan rất là tốt, người ở chỗ đó. Thì đó, bạn hãy chịu khó sử dụng hạt chia một thời gian thì bạn tự nhiên là sẽ khỏe các bạn nhé. Vấn đề thứ ba là vấn đề là để cho cái sự vận chuyển thức ăn trong đường tiêu hóa một cách trơn tru, dễ dàng, dễ chịu, thoải mái hơn, đó là hoạt động đi bộ. Mita có một cái chiến dịch là đi bộ 5.000 bước chân mỗi ngày. 5.000 bước là 5.000 rất là tối thiểu, nên các bạn tốt nhất hãy duy trì 10.000 bước chân mỗi ngày là rất là tốt. Tuy nhiên là từng bước một. Bước một các bạn hãy thực hành là 5.000 bước chân mỗi ngày. Ngày nào chưa đủ được 5.000 bước chân thì các bạn không về nhà. Các bạn hãy cố gắng đi tới đi lui cho được 5.000 bước chân. Những ngày trời mà mưa bão thì mình sẽ đi cầu thang, đi tới đi lui trong nhà, đi đến khi nào mà có thể đủ được 5.000 bước chân. Thì cái việc hoạt động đi bộ đó
nó vô cùng tốt, nó làm cho máu được tuần hoàn, nó làm cho thức ăn được di chuyển tốt hơn, nó làm cho chất thải được đi trong đường ruột một cách dễ dàng hơn và dễ đào thải ra bên ngoài hơn. Hãy lưu ý điều đó ha. Và vấn đề thứ tư là vấn đề là hãy tập ngồi xổm, hay còn gọi là động tác là squat mỗi ngày. Mita, vì Mita là một người rất là thích cái mông nó đẹp, Mita là người rất là thích cái mông nó đẹp, không nghĩ sinh ra là tự nhiên là có cái mông nó đẹp. Bởi vì là các bạn, nếu các bạn nhìn thấy hết tất cả chị em trong gia đình của mình thì mình là một người duy nhất có mông to. Không tự nhiên là bố mẹ mình sinh ra chỉ có mình là người duy nhất có mông to, mà mình phải luyện tập. Một phần là do kiến thức hiểu biết của mình, điều đó rất tốt cho cái đường tiêu hóa, nên mỗi ngày mình tập ít nhất 50 cái động tác là squat. Mình tập ít nhất như vậy. Thì khi mà các bạn hãy duy trì cái động tác này thì tự nhiên cái đường tiêu hóa của bạn cũng sẽ tốt hơn. Mình đã từng có những cái chiến dịch là một ngày, nếu các bạn không tập được là 22 cái động tác squat thì bạn sẽ donate, bạn sẽ đóng góp vào quỹ Meta Foundation $1. Thì cái hồi rất là lâu mình đã thực hiện cái chương trình đó, nhưng lâu rồi mình không có thực hiện lại. Thì để cho các bạn có một cái ý thức xây dựng một cái thói quen, cái thói quen này nó rất là tốt cho cái đường tiêu hóa. Nào là đi bộ, nào là squat, rất là tốt. Nếu trong trường hợp mà bạn lười chưa tập được thì bạn hãy tập squat khi đi đại tiện. Đó ha. Squat nó có rất là nhiều kiểu, ngồi xổm nó có rất là nhiều kiểu, từ đơn giản đến khó khăn. Thì từ từ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập và cùng nhau sẽ duy trì những cái thói quen. Meta hy vọng rằng là bốn cái thói quen Meta vừa chia sẻ trên thì cái vấn đề tiêu hóa đầy hơi trong đường tiêu hóa của các bạn không diễn ra nữa, và mỗi ngày đường tiêu hóa của bạn mỗi tốt hơn. Khi mà nó tốt lên được thì bạn mới khỏe được, bạn mới thắc mắc là Meta làm việc rất là nhiều, ăn rất là ít mà tại sao rất là khỏe. Thì có lẽ là tiêu hóa của Meta quá tốt đi, có lẽ là như vậy. Do đó là từ hôm nay các bạn hãy xây dựng cùng với Meta bốn cái thói quen Meta vừa chia sẻ đó. Trong cái khả năng các bạn có được những gì thì hãy thực hiện ngay những cái điều đó, cùng nỗ lực ha, và cùng khỏe ha. Video hôm nay sẽ kết thúc ở đây, mình hẹn các bạn ở một cái video tiếp theo. Nếu các bạn là người mới đến lần đầu tiên, hãy nhấn nút đăng ký kênh Meta Trần và nhấn luôn cái chuông bên cạnh đó. Meta sẽ quay lại các bạn sớm thôi. Bye bye.